Hôm trước anh em nào bảo con Mixer F9 này không đánh được cặp loa 3 tấc mà đánh không phê thì em xin lỗi các bác, là hôm trước là ở khu đông dân cư gần nhà em. Hôm nay em mang quyết định ra mang ra cái bãi xe ở hội trường này đánh nhạc sàn cho các bác xem nhá. Lên nhạc này. Thực sự là mình rất là mệt, để người em của mình sẽ hát một bài tên là Hưng để anh em tiếng vang này. Biển một bên và em một bên, mình quen hát cho trẻ những em của mình sẽ hát nhạc vàng. Ok anh em, xin chào anh em. Lên bây giờ mình sẽ thử hiệu ứng vang khi hát nhạc dưới mic, các bác nghe xem hiệu ứng vang số như nào nhá. Đây chàng trai này sẽ hát luôn này. Đến khi nào mặt trời ngưng chiếu và nắng tuôn xa trên con đường, đến khi nào ta không còn bên nhau thì anh mới quên. Đến khi nào vòng tay ấm áp một người khác đang ôm em thật chặt, đây lúc là người anh ra đi và ta sẽ chia tay. Lo anh ôm em chặt quá, sợ em không xa đường.